Ngày 15 tháng 12, cùng với lực lượng cảnh sát giao thông của toàn quốc, đội cảnh sát giao thông công an huyện Lang Chánh đã ra quân triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội xuân năm 2020. Thực hiện kế hoạch cao điểm của giám đốc công an tỉnh về bảo vệ trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã đồng loạt ra quân triển khai thực hiện theo kế hoạch của trưởng công an huyện. 7 giờ sáng 15 thì chúng tôi đã tổ chức triển khai đồng loạt ra quân, huy động tối đa lực lượng 100% cảnh sát giao thông và cảnh sát tự của lực lượng công an huyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo đúng kế hoạch của trưởng công an huyện. Đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội xuân năm 2020, đội cảnh sát giao thông công an huyện Lang Chánh sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông như chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, xe quá khổ, quá tải, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời tăng cường tuần tra vào các khung giờ đông người tham gia giao thông, dễ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông. Xử lý trong đợt cao điểm lần này, báo cáo đồng chí là chúng tôi tập trung vào xử lý về mô tô, ô tô thì chúng tôi xử lý tất cả các lỗi liên quan trực tiếp để dẫn đến tai nạn. Ví dụ như lỗi đi lấn phần đường, quá tải, rồi phóng nhanh vượt ẩu và tập trung mạnh vào đấu tranh với các hành vi vi phạm quá tải trên địa bàn toàn huyện. Và chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm thực hiện tuần tra vũ trang về ban đêm và xử lý đặc biệt là những đối tượng ô tô, xe con, rồi xe máy, mô tô vi phạm nồng độ cồn về ban đêm và phóng nhanh vượt ẩu. Thì chúng tôi thực hiện kế hoạch này cao điểm từ giờ đến hết Tết Nguyên đán năm 2020. Bên cạnh việc triển khai các tổ công tác độc lập, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với một số ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, nhất là với các lỗi vi phạm như tránh vượt sai quy định, dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, phối hợp với các đơn vị liên quan, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông. Không chỉ tuần tra xử lý trong đợt cao điểm, đội cảnh sát giao thông còn tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành giao thông của mỗi người dân. Ngay trong ngày đầu ra quân, đội cảnh sát giao thông công an huyện Lang Chánh đã tổ chức diễu hành tuyên truyền về đợt cao điểm tại một số tuyến đường tập trung khu đông dân cư, tại khu vực ngã tư thị trấn, triển khai các tổ cố định và các tổ tuần tra lưu động tại các tuyến trọng điểm như thị trấn đi Quang Hiến, Chí Nang, Yên Thắng, Yên Khương, Giao An, Giao Thiện, Tam Văn, Lâm Phú, Tân Phúc và xã Đồng Lương. Đợt cao điểm sẽ được triển khai từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2020.